nối tiếp phần trước lớp mặt nạ bí ẩn đằng của Tazun đã bị phá hủy hắn ta nói bây giờ mới thực sự bắt đầu trận chiến hai người nổi cơn thịnh nộ tojiko bắt đầu trước bằng một vài cú đấm thép nhưng bị phản đòn ngược lại bắn ta đỡ phát đá sau đó lao lên tấn công bằng ngọn lửa hung mạo tuy đỡ được nhưng tojiko đã kiệt sức và gục xuống cậu ta đã sử dụng và lạm dụng sức mạnh quá mức nên bây giờ khó mà chiến đấu được ở một diễn biến khác man sam đang một mình càn quét đống quái vật này sức mạnh của ông ta sau khi sử dụng thuốc trở nên thật khủng khiếp một con lao lên liền bị kẹp lại như chiếc bánh mì kẹp thịt man sam nhớ lại quá khứ trước kia của mình lúc đó ông còn là một tên cướp và đã tung hoành ngang dọc băng đảng của man sam đã cướp được rất nhiều xe lương thực của người khác với sức mạnh hơn người man sam luôn nghĩ bản thân là người mạnh nhất ở đây cho đến khi băng đảng của man sam bị một ông già chặn lại sức mạnh được trời phú đang ra phải dùng nó để giúp đỡ người khó khăn việc lợi dụng sức mạnh đi cướp bóc là một hành động không thể chấp nhận được Man Sam tiến lên đánh nhưng ông ta đã nhẹ nhàng đỡ lại. Đó là Ichirio và ông ta đã phong ấn sức mạnh của Man Sam lại, tuy nhiên bây giờ ông đây sẽ bung hết sức mạnh vì không có gì có thể kìm hãm được nữa. Một nguồn năng lượng dồi dào đang sôi sục trong cơ thể đầy cường trắng này, bây giờ Man Sam không thể kiểm soát nổi sức mạnh của bản thân nữa. Một nắm đấm hủy diệt đã xé nát xác của quái thú, tầm này chỉ có ông Ichirio mới phong ấn được con quái vật cơ bắp này lại được thôi. Ở bên trong sân đấu, Ten Gu vẫn đang cố gắng dùng tia sét của mình để hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn, cứ đánh hết con này thì bầy quái thú khác lại đến. Có su đang đứng trên sân thì bất ngờ có một con quái thú trồi lên từ dưới lòng đất, may mắn cho cậu là vua cơm nắm đã đánh bay nó, nhưng vẫn còn quá đông nên vua cơm nắm đành phải dùng đến bí thuật gia truyền. Một đòn cơm nắm tấn công hai con quái thú, những đầu bếp khác thì vẫn đang miệt mài phô diễn sức mạnh của mình. Ngay lúc này đội quân đầu bếp bóng tối đang chuẩn bị kế hoạch bắt cóc các vị đầu bếp tất nhiên không thể dễ dàng gì, nhưng người bảo vệ vẫn luôn cảnh giác đến nhất cử nhất động của bọn chúng. Nhờ món xúc thế kỷ, các tế bào của bọn chúng đã được đột biến nên bây giờ sức mạnh của chúng khó mà địch lại nổi, nhưng hắn cũng không ngờ đây là thanh kiếm được làm từ nanh của dòng sư tử, hơn nữa đường đường là người đứng đầu của mafia nên hắn sẽ không để bọn này làm càn. Ở một trận chiến khác, anh đầu bếp này tung đòn đánh chí mạng khiến cột sống và xương của hắn ta bị gãy, tưởng đã thắng nên quay lưng đi ai ngờ hắn ta khiến chiếc máy chiếu rơi xuống hạ cục, anh ta Tengu vẫn miệt mài bung tỏa sức mạnh của mình, lần này tên nửa người nửa động vật sẽ chạm tràn với anh, nếu bắt. Được Tengu về chắc chắn ông trùm sẽ thăng chức cho hắn ta, hắn ta lao vô nhưng bị nguồn xét cực mạnh đánh bay ra, tuy nhiên tên này vẫn tiềm ẩn một sức mạnh vô cùng nguy hiểm. Ở chỗ của Toriko, trận chiến giữa hai vị thần hủy diệt đang vô cùng nảy lửa, ai cũng mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp, cả hai đều sẵn sàng cho cái chết nếu nó xảy ra. Trong khi Komatsu đang hoảng sợ vì một trận chiến hỗn loạn đang nảy lửa, lúc này trên bầu trời xuất hiện ba con quái thú cực mạnh tojiko dùng chiêu nghĩa nhọn tấn công hắn ta chưa dừng lại cậu tặng thêm nghĩa đôi khổng lồ lao thẳng đến hắn tuy nhiên rất nhanh hắn ta đã chạy sau lưng cậu và đấm một cú cả hai bây giờ đã thấm mệt tajun kể lại về việc tojiko luôn rất mất thời gian khi chiến đấu sau đó thậm chí tajun có thể giết cậu tầm mười mạng tình hình ở lễ hội đang rất loạn lạc cô mà cũng không tìm thấy chủ tịch moi đâu loay hoay một lúc cậu nhìn thấy ông ta nhưng sau đó đã mất dấu ở dưới tầng hầm ngay lúc này các ông trùm đang bàn bạc về kế hoạch bí ẩn bọn chúng muốn để tổ chức igo và tổ chức khắc ám triệt hạ lẫn nhau vô tình trong lúc tìm kiếm chủ tịch cô ma đã nghe thấy hết kế hoạch này tên ngựa vẫn còn sống sau đòn xét rất mạnh hắn ta nói sẽ đưa Tengu vào tổ chức nhưng anh đây méo cần một đàn quái thú bay đến khiến Tengu tức giận ném tất cả chúng kết hợp với tia xét và người tên ngựa nhưng hắn ta không xin nhê vua cơm nắm liên tục bón hành bọn chúng vì quá đông nên đành dùng bí thuật gia truyền ông kêu co mắt su bịt mắt lại và tuyệt đối không được mở mắt sau đó vua cơm nắm ném muối độc lên trời khiến bọn chúng tạm thời mù lòa nhanh chóng ông đã hạ gục được đám này tuy nhiên vì mất cảnh giác đã bị đâm lén một con quái vật bí ẩn đi ra từ trong làn khói mờ nhìn nó không giống như quái thú bình thường đằng sau là những con quái vật cực mạnh khác của tổ chức bisoku ông juda chạy đến yêu cầu co mắt su rời khỏi đây ngay vì cậu là báu vật quốc gia sau khi cậu rời đi con quái vật to lớn tấn công hai người họ liên tục các đầu bếp đã bị bắt nhốt lại. Mặc dù là một người có kinh nghiệm nhưng sức mạnh của chúng quá lớn đối với ông, các vị đầu bếp khác cũng lần lượt bị đo ván ngay sau một đòn. May mắn có đom đóm tỏa ra ánh sáng làm choáng nó nên mới có thời gian lánh nạn, bọn chúng là Niter, và nó chính là một con quái vật đến từ go mây. Một cô gái đến giải thích vì có thực phẩm danh dự nên bi ho cay mới thuần hóa được những con quái thú hùng mạnh này. Ở chỗ thiên vương cô cô, cậu đang bất lực khi mọi đòn đánh của mình đều bị hắn ta nuốt chừng tung ra một đống đạn độc nhưng hắn ta vẫn chế giữ rằng trường này vẫn chưa đủ no. Cô cô bán một bom độc, hắn ta nuốt vào rồi trả lại một cơn bão độc rất mạnh, thiên vương cởi khăn cuốn đầu ra và bắt đầu trận chiến thực sự. Anh tạo ra cây kiếm độc, lao lên chém nhưng hắn ta đỡ được, muốn đánh bại hắn phải phá được cái, ông hút vững chắc kia tay giới thiệu cái ông này được bao quanh bởi một lớp nhựa cây, nhựa cây đó được lấy ở gom mây nên vô cùng vững chắc. Có lao vào cận chiến thì sức mạnh của tên này vẫn quá nổi trội, vì có sáu tay nên chiến đấu với hai tay khiến hắn ta cảm thấy vô cùng dễ dàng đặc biệt hơn nữa cái ông hút này có thể hút người và cô cô là nạn nhân đầu tiên cho bữa ăn của sáu tay ở phía tovico cậu đang dần mất sức tay chân không thể linh hoạt được nữa nên bị hắn ta bón hành một cú rất mạnh tuy nhiên cậu ta vẫn chưa bị hạ gục so với trước kia bản lĩnh của Toriko giờ đây đã lớn hơn rất nhiều sau nhiều trận chiến sự luyện tập và chiến đấu đã khiến cậu mạnh hơn bất ngờ tovico lao lên đám hắn ta một đòn đang chạy trốn thì gặp quái vật May mắn, Komatsu có lái chắn bảo vệ và Jun đã bay đến chở cậu đi. Coco đã nhanh chóng phát ra cái bụng đó. Coco bùng nổ sức mạnh tặng hắn ta một đòn pháo độc. Tuy nhiên vụ nổ đã khiến Komatsu bị rơi xuống. Hắn ta vẫn chưa bị hạ gục và còn trả lại một đòn bão độc khổng lồ. Từng đã chết may cậu đã thoát được cùng với Jun. Lý do bọn chúng muốn săn lùng đầu bếp vì họ là một báu vật quý giá. Ở xã hội này đầu bếp là thứ quan trọng nhất. Đầu bếp còn ảnh hưởng rất lớn đến nền chính trị của một đất nước đó cũng là lý do vì sao họ luôn hy sinh tính mạng để bảo vệ những đầu bếp tài giỏi. Ngay lúc hắn ta chú ý đến con mắt thì cô cô đã không chế hắn, anh muốn kéo hắn ta đến một nơi khác để chiến đấu, ở trong thành phố Sunny đang bị bao vây bởi quái thú, cậu còn chẳng dám nhìn đám quái vật này vì bọn chúng quá sâu xí, nó thẳng ra bọn chúng rất kinh tởm. Hàng trăm con bọ lao đến phía cậu, Sunny sử dụng chảo chiên liền hóa kiếp cho một đàn quái vật, còn ở một nơi xa xôi nào đó hai đêm này vẫn đang sắp lá cà liên tục, vì thấy Sunny quá mạnh, tên này đã phun ra thêm một đống côn trùng kết dính đầy kinh tởm. Những con kết dính này cấp độ 90 nên khó đối phó hơn, Sunny tạo cơn lốc tóc phá tan khí kết dính, sau đó dùng hàng trăm ngọn tóc xiên vào những con bọ kết dính thiền trùng ngã như dạ. Tuy nhiên hắn ta còn có bọ ký sinh khổng lồ, cấp độ 105 và nó là côn trùng lai, tóc của Sunny bị cắt đứt khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn, hơn nữa nhiều tóc bị cắt thì cảm giác đau sẽ nhân lên gấp bội. Đối với Sunny đây không phải là đau, tiếng thét của các vị đầu bếp kia mới chính là nỗi đau thực sự. Sandy tức giận hóa vàng mái tóc của mình. Đây là mái tóc vô cùng cứng cắp nên khó mà cắt được. Anh dùng tóc hạ gục con quái thú và thậm chí còn hấp thụ sức mạnh của bọn chúng. Cảm thấy không thể mãi như vậy nên hắn ta cũng ra mặt chiến đấu. Đang nói giờ câu thì cánh tay trái lập tức bị cắt đứt bởi tóc của Sunny, tuy nhiên với tốc độ này vẫn không thể chạm nổi vào người hắn. Trong đôi mắt đó là hàng ngàn con mắt nhỏ li ti nên mọi cử động đều bị nhìn thấy, vì vậy hắn ta đã nhìn thấu kế hoạch khống chế của sunny bất ngờ cánh tay bị đứt lìa đã lao tới tấn công anh nhanh chóng tán công sunny trong khi anh không thể làm gì được hắn ta đâm xuyên cơ thể của sunny tưởng đã chết nhưng không bây giờ hắn ta không thể cử động được vì sunny đã có thể khống chế được từng sợi tóc của mình trận chiến vẫn đang còn hấp dẫn liệu diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào mọi người nhớ đăng ký kênh để xem tiếp nhé